Kênh Mai Vàng Miền Bắc 123 xin chào quý vị và các bạn nhé. Đây là cây mai zin, nó mọc mầm từ thân ra. Trước là một cây mai rất là cao, nó cao tầm 1,5 m, thì em đã cắt thành cây lùn lực các bác, thành cây lùn lực đấy, và bây giờ mầm nó mọc ra từ thân đấy, cây mai zin nhé. Này thì em bắt đầu uốn cho phân tàn cho cây đấy, thì quay lại để mà chia sẻ tới những anh em, những người mới chơi mai, chúng ta biết cái quy trình phân tàn cho cây thì đầu tiên chúng ta phải làm gì. Đấy, thì bây giờ trước hết là bước 1 này em xuống bớt lá của nó đi các bác nhé. Bước 1 là chúng ta xả bớt lá đi để cho nó các cái tay cành nó lộ ra, chúng ta nhìn thấy tay cành và chúng ta mới phân được cành. Đấy, bước 1 là bây giờ em sẽ xuống lá các bác nhé. Đấy. Đấy. Đây, em đang xuống bớt lá đấy các bác. Đấy, tàn lá nó tùm như này thì chúng ta không thể phân cảnh ra được các bác nhé. Đấy, rất là khó kiểm soát, rất là khó phân cảnh. Chính vì vậy phải xả bớt lá. Thì cái uốn này thì em cũng cái những cây mai ngoài miền Bắc này thì em cũng không uốn éo quá nhiều các bác. Chủ yếu là cây mai ngoài miền Bắc thì chơi hoa là chính, chứ còn không như cây mai trong Bình Định thì người ta uốn, người ta chơi tay cành là nhiều. Nhưng mà em chơi theo cái lối là chơi hoa là chính các bác nhé. Chơi hoa là chính, thì cho nên là quay lại để cho các bác xem tham khảo thôi. Thực ra thì nó cũng không có gì đặc biệt, gọi là mình xuống lá và phân cành, phân tàn đều ra thôi, chứ nó không có gì đặc biệt đâu. Em cũng không phải là nghệ nhân để uốn được những cái tay cành như Bình Định, mà chúng ta ngoài này thì em chỉ chơi những cái tầm nhưng mà chơi hoa là nhiều các bác. Cây này nó cũng không phải là cây giá trị, nó là cây rất bình thường, cây gốc, cây zin. Thế nên là chơi theo cái lối là tàn rộng bông nhiều. Đấy, chủ yếu là tàn rộng bông nhiều và có phân tàn ra một chút thôi. Đấy, phân tàn ra một chút để cho nó đỡ dày rít vào nhau thôi. Đây, đấy, các cành nó quấn rít vào nhau các bác. Rất nhiều mầm, rất nhiều cành. Đấy, chứ chúng ta sẽ ngắt bỏ lá và phân tàn, tức là uốn bừa tàn ra này một chút. Đấy, bừa tàn ra. Và có uốn lắc lượn một chút nhé các bác nhé. Đấy, có uốn lắc lượn một chút. Để bác nào mà có những cái cây như kiểu cây của em thì các bác có thể tham khảo cách làm của em. Nếu thấy hay thì các bác có thể áp dụng theo. Chúng ta bước 1 là chúng ta xả bớt lá đi, tút bớt lá đi. Đấy, em đang trong quá trình tút các bác nhé. Đấy, một lát em sẽ quay lại tiếp theo. Bây giờ em sẽ tút lá nó thêm đi. Tút khoảng tầm 8, bỏ đi, lọc bỏ đi tầm 80-90% lá. Đấy. Để lại độ tầm 10-20% thôi để chúng ta phân tàn cho nó dễ. Đấy. Bây giờ đã xuống lá được tầm 80-90% rồi các bác nhé. Đấy, xả bỏ lá 80-90% đi. Bây giờ bước tiếp theo là sẽ là cắt một số nhánh mà nó đâm ngang, đâm dọc, nó không vào cái vị trí nào. Đấy, cắt bỏ một số nhánh. Đấy, cái này quay nó không có gì đặc biệt các bác nhé, nó chỉ là phân tàn thôi. Gọi là uốn lắc lượn nhẹ một chút để cho nó phân tàn ra, nó tàn nó rộng ra và nó đều phân tàn và chia cành. Đấy. Cho nên là quay để các bác xem cho nó vui. Những các bác mới chơi thì cũng lấy cái này làm tham khảo. Đó. Mình thấy hay thì mình có thể áp dụng theo. Đấy. Bây giờ cành nó trong này nó rất chi chít các bác. Bây giờ phải cắt một số cái cành con này các bác nhé. Nó mọc ngang mọc dọc này, chúng ta không thể tận dụng hết được đâu. Đấy. Cho nên phải cắt một số cái đi. Những cái cành con, cành tăm ở trong này đằng nào nó cũng không lớn được, nó bị cành lớn nó chèn ép. Đấy, chúng ta cắt bỏ đi. Đó. Cành con này cắt bỏ các bác nha, nó đâm ngang đâm dọc ấy. Chúng ta lấy tạm thời lấy những cành chính, còn những cành con chúng ta có thể tính sau. Đấy, bước này sau khi tút lá là chúng ta cắt bỏ nhánh đâm ngang đâm dọc, một số nhánh phụ. Các nhánh phụ cắt nhá. Nó xuyên ngang xuyên dọc đúng không? Xuyên ngang xuyên dọc này. Những này. Đấy. Đó,
Cành này đâm ngang các bác, đâm lao ngang rồi bên này, xuyên mọc chéo ra, cắt bỏ đi. Ok, bây giờ đến sau khi cắt bỏ một số cành răm, cành bé mọc không đúng vị trí đấy rồi, giờ chúng ta sẽ dùng cái dây nhôm này để chúng ta uốn vào cái những cái tay cành này để chúng ta phân cái cành ra các bác nhé. Phân cành ra để nó không rụng vào nhau. Đấy, nó rất là đơn giản vậy thôi. Đây không phải là uốn cành nhiều các bác nhé, nó chỉ là phân tàn thôi. Phân tàn và uốn hơi lắc lượn rồi nhé. Đấy. Thực ra thì nó có rất nhiều phong cách để mà chơi. Một là chơi cây bonsai, uốn lắc lượn tay cành, nó giống như những cây bonsai, cây xanh, cây si, theo cái lối chơi bình định. Thế còn cái lối chơi của em thì với cây này thì nó là một cây mai zin, thì phong cách chơi của nó là chủ yếu là chơi lấy hoa tết. Nó có một cái bộ gốc rất là to các bác, bộ gốc bộ rễ rất là đẹp này. Đấy, và cái tay cành của nó là mình phân tàn ra và chơi theo cái lối chơi hoa tết là chính thôi, chứ không có chơi về cái lối nghệ thuật nhiều. Đấy, cho nên là các bác nào mà có cây giống em thì các bác có thể lựa chọn theo hai cách. Một là chơi theo cái phong cách uốn tay cành thì chúng ta phải làm rất kỹ, làm từ lúc cành nó vẫn còn non hơn. Thế còn tầm này thì mà chúng ta uốn tay cành theo kiểu phong cách chơi nghệ thuật bonsai bình định thì uốn hơi khó rồi các bác nhé. Đấy, còn bây giờ phân tàn thì là tầm này nó hợp lý. Chúng ta để già quá thì khó uốn, mà chúng ta uốn lúc tay cành nó non quá ấy, lúc nó mới mọc ấy, thì nó không phát triển được các bác nhé. Đấy, riêng cây mai thì uốn nắc lượn quá ngay từ lúc nó mới ra thì tay cành nó rất là chậm phát triển. Thế nên nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm. Đấy, chúng ta uốn ở cái tầm này thì tay cành nó to rồi thì nó phát triển lớn rồi thì uốn nó cũng khá là dễ. Đây, bây giờ em đã vào dây nhôm rồi các bác nhé. Vào dây nhôm và phân tàn nó ra. Đấy, phân tàn đều ra và có uốn lắc lượn một chút. Đấy, chưa xong nhưng mà em phải quay cả, mà tí nữa tối không quay được các bác. Đấy, bây giờ còn cái uốn lắc lượn một chút các bác nhé. Đây, còn là uốn tay co này, lắc trái lắc phải. Đấy, uốn lắc lượn. Đấy, và sẽ đưa một cái lên để làm ngọn các bác nhé. Đưa một cái mầm lên, uốn cong để làm ngọn. Đấy, bây giờ sơ bộ cái tay cành khung xương của nó như này. Thì cái này sau nó tay cành nó ra thì em sẽ cập nhật thêm để các bác tham khảo nhé. Đấy, thế còn sơ bộ nó như vậy. Đấy, như vậy nó đã tàn, tay cành nó đã phân bố tương đối đều rồi. Đấy, nó đầu tiên là nó rụm, rúm giết vào nhau các bác. Nó rụm vào nhau. Rụm vào nhau thì sau nó cành nó hay bị chết yểu. Đấy, chúng ta phân cành ra. Phân cành ra, bây giờ nhìn thì nó hơi rối tung, rối mù các bác nhé. Đấy, kệ nó, mình đầu xuân mình cắt đi. Đầu xuân mình cắt xả tàn thì mình lại phân cành tiếp. Tức là nó phải tầm phân cành tầm 2-3 lần thì nó mới thành cái cây nó tương đối được. Thì bước đầu thì mình cứ làm sơ sơ vậy thôi, mình làm kỹ quá cũng không được các bác. Đấy, bây giờ em sẽ đưa một cái cành lên làm ngọn, uốn lên làm ngọn nhé. Ok, thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Thì qua video này thì em chia sẻ cái cách phân tàn uốn cho cái cây mai zin như vậy. Đấy, bước đầu là các bác phải vặt bớt lá đi, bước hai là vào dây nhôm. Đấy, và bước 3 là phân bẻ cành. Chúng ta bẻ cành, chia đều cành ra, mỗi cái một hướng, chia đều ra mỗi cái một hướng các bác nhé. Phân đều ra, gọi là phân cành, phân chia cành. Đấy, sau bước phân chia cành thì chúng ta uốn lắc lượn cành. Đấy, cho nó đều. Và chúng ta cũng cắt bỏ một số cành mà nó không đúng vị trí, tức là nó mọc ngang, mọc dọc, mọc xuyên chéo, đâm xuyên ấy, chúng ta cũng cắt bỏ đi. Đấy, như vậy là cũng được một cái cây gọi là nó tương đối tạm tạm các bác nhé. Nhìn nó hơi rối tại vì nó có cả lá cả tay cành, và tay cành cũng đang để nguyên cho nên nó cũng hơi rối các bác nhé. Cây này thì em giữ tối đa cái cành. Đấy, giữ tối đa cành, bởi vì cây mai này là cây mai zin cho nên là nó rất là khỏe, cho nên là chúng ta giữ cành của nó để mà chơi bông, chơi hoa nhiều. Đấy, với những cái cây như thế này ấy, mà cành nó mọc năm đầu tiên từ thân ra như này thì chúng ta phải cắt xả tàn 2-3 lần
tức là qua 2-3 năm thì nó mới có nụ, cho nụ đạt được các bác nhé. Chứ cây này thì năm nay là nó không, nụ của nó là không có đâu, và có thì nó cũng không có đạt chất lượng. Đấy, cây, những cây mai zin mà mọc từ chính từ thân ra như này, mọc xả tàn chính từ thân ra như này thì nó phải mất tầm 2 năm đến 3 năm. Đây, những mầm này các bác, mầm này toàn bộ nó mọc từ thân ra, phải mất tầm 2-3 năm thì nó mới cho hoa, nó đạt chất lượng được. Thế còn năm nay nó gần như là có lẹt đẹt một vài bông hoa thôi, nó sẽ không có hoa đâu. Đấy. Đây, quay lại để các bác xem cái ngọn của nó nhé. Đây, cái này thì em sẽ đưa nó vào, uốn thành cái ngọn của nó đây. Đấy. Đấy, đây là cái thân chủ, thân chính ấy. Này mình đưa uốn lắc lượn vào, uốn lắc lượn chữ S vào. Đấy, uốn lắc lượn lên, lắc lượn. Đấy, và đưa lên thành cái ngọn các bác nhé. Đấy. Đấy, như vậy thành một cái ngọn ở giữa rồi. Và xung quanh cái bộ tay tàn của nó cũng được phân bố rất là đều rồi. Đấy. Đấy, vẫn để lại một số lá để cho cây nó quang hợp các bác nhé. Đấy. Đấy, như vậy thành cái ngọn rất là ok nhé. Đấy. Trên cái ngọn này thì chúng ta lại uốn những cái cành con, uốn những cành con này, uốn sơ sơ nó dần ra. Đấy. Phân cành cũng phân cành dần ra. Đây, trên này có 3 cành rồi. Đấy. Đây, cái ngọn rồi, đưa ngọn lên đỉnh này. Đấy, ngọn này. Đấy. Ok, xin chào tạm biệt tất cả quý vị nhé. Và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp sau.